Hello, hãy ăn đi không? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay thì là ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 5 à, nên là anh Gato sẽ cho các bạn nhỏ cùng với cả gia đình nhà chị Sanxi nữa đến nhà ông Nên Club đấy, đến đấy để thăm. Vì ông bài ốm lần trước về đến thăm rồi. Tuy nhiên hôm nay có cả gia đình nhà chị Sanxi luôn thì đến đây thăm luôn nhá. Đi thôi, Hà Ninh đi không? Hà Ninh không đi à? Thôi, cảm ơn. À, Hà Ninh, gọi cò đi cò. Thôi, anh đi bộ. Để... Còn những ai nhở? Dạ bảo, Gia Ninh gọi cô, gọi Gonsi đi không? Đi không? Ra đây. À, kia rồi, đây à. Lê. Dạ, yeah, hoa kìa. Số nhỏ thế mà. Lê. Đi bộ, mình đi bộ. Đây đây đây. Hay cho. Phan. Đây. Đi đi. Đi về thử đi, đi đi bộ đi trước đi. Bộ này. Em cầm đi, anh biết đâu. Lâu rồi, sao gia đình đã bảo đâu nhỉ? Tất cả nhà gia đình đi đường sao? Ô tô rồi, đi xe máy rồi, mình đi xe bộ đi. Này, họ được này, nhìn thấy này. Lộ hàng đấy. Hả? À? Chắc là ngực to quá. Đó. Con gì? Sao nó bị ở dưới chứ? Trời ơi, còn bị làm sao ở đưng kia kìa. Ở nhanh lên. Gia đình à? Sổ. Ôi, đùn á à? Sao gia đình đùn này? Ôi sổ. Chạy nhanh. Em vào đây, đấy. Nó vào rồi chứ nhỉ? Ờ, à, chỗ ngoành ngoành nào đến đấy. Đi đấy, đến chỗ ngoài ngoài đấy này, nhà cậu ấy đấy. Ơ wow. Ơi, nhà đây mà không biết, cái là cái không biết nhà. Bà nhà ông đây à? Bà nhà ông đáp à? Thôi đi, bà nhà ông đáp trước vậy. Đi nó đi, thôi cứ kệ nó, chỉ cần nhà ông đáp trước. Anh nhớ nhà cậu đáp, không nhà cậu đáp. Bà đây trước. Không biết nhà, nhà đây đấy. Trời ơi, cháu rẻ gì mà quên cái nhà cậu nữa. Trời ơi. Nhớ nhà cậu gì, cứ với này bà, không quen. Đây. Đi vào đi. Có thỏ đấy. Đi vào đi, vào đi. Nhà tôi có nhà mà bà. Gì ấy, gì á? Ôi, có cả quạt, quạt cho thỏ cơ. Kinh chưa? Ôi, con thỏ này. Ấy, Hải Ninh, Hải Ninh nuôi thỏ về nuôi này. Hả? Hả? Ôi, nhiều thỏ chợ ui. Ai nó dài chưa? Mắt nhìn. Mắt nhìn. Thỏ này bán đây, đây đây, cửa vào đây. Đây. Vào đây, cửa vào đây. Đấy. Cậu ơi. Mở. Đây, đây cậu, cậu. Linh ơi, vào đây chơi. Bác ngồi đây, bác. Hải Linh biết ai đây không? Đây là ông nào? Hải Linh, ông nào đây? Ông nào, bà nào đây nào? Hải Linh nói trước. Nào, ông nào, nói tên. To vào, Hải An, co, tất cả. Không phải, ông nào? Ông gì? Chỉ biết tên ông, không biết ông nào à? Dạ, Ninh ra bảo biết à, ông nào không? Đây là ông Nên với bà Lên, hiểu không? Ông Nên là em của bà nội, hiểu chưa? Hả? Cháu một đi. Ừ, ta chơi đi. Cám thì là một phần. Thì cậu cho ăn một ngày chỉ cho ăn bữa, còn cho ăn phụ bữa. Nhưng mà nó còn nhiều cái khác cũng là các cái cám, thuốc khử khuẩn này. Và cái giống này thỏ đây là dọn chuồng để miên, dọn chuồng để tất cả các cái đều này phải tốn cả. Cái ngỏ này khác cho
giỏi sạch thường nữa. Cán một phần này. Nguyên nó chỉ cho đang kể kinh nghiệm nuôi thỏ ấy. Nguyên giải này, người thay đổi không khí cho nó. À, xem thêm con thỏ một tí. À. Con chó á? Chó đây có bán đâu, cậu có bán chó đâu. Đợt trước ngày xưa cậu cho một mua một con chó đấy, nhưng mà về ông lớn lớn thịt rồi. Ủa ôi, nhiều đẹp thế nhờ. Ôi ông sếp, nhìn lại. À cái này như là ông làm à, ông làm cái này à, ông chế tạo cái này à. Đây là cậu chưa, sáng chiều sáng rồi mua chó là cậu chưa. Lái dầm à, còn lái dầm á, cho nó cắn con ấy. Nó cắn đấy. Ờ, nó có thỏ, nó có răng, nó cắn đấy. Bọn đây có cái để đẻ đây, chừa đẻ trong. Thôi, cái này là cậu tự lấy cái ấy xong cậu làm thành từng đôi một à. Một cái nước, một cái là thức ăn à. Nước, thức ăn, nó ăn hết sạch cả rồi. Đấy. Được chưa, đẹp không? Đi, thôi đi. Đó đi đây, đi à, nó đi. Đấy, thỉnh thoảng ăn được vào nhà ông thăm một thỏ nhá. Ở đây, đây nhà ông lên nhớ chưa, nhà ông có thỏ nhà ông lên. Thế à, vừa vô hỏi không trả lời được. À thế thì có phải nói tên ông trước chứ. Ông nên mà lên thôi. Và nếu mà lấy chồng gọi theo tên chồng. Đi Gia Bảo ơi. Đi thôi đi sang nhà ông bà Lắp đi. À, nhà ông đắp bà Lắp. Đi. Rồi đi. Chỗ này là đợt trước là lốt à, ghê. Ông chồng ông nuôi cả thỏ bên này này đấy. Có nhiều chỗ nuôi phết đấy chứ. Cổng thành nhà. Ôi trời lắng này nhìn rõ luôn, phết luôn. Rồi các bạn ơi, đội quân nhỏ nhạnh tôi đang tiến vào nhà ông Đáp rồi. Đây à, rất là nhiều người luôn. Dạ, đến cổng nhà ông rồi. Có ai cũng vào đây. Ai cũng vào đây luôn này. Đấy, ai đây? Ai vậy? Đúng rồi. À cháu Đáp à? Thế anh cũng là cháu Đáp. Đi. Bà đi. Đây rồi, không biết ông bà có nhà không nhỉ? Xem nhà ông bà có ai nhà không nè. Ông ơi. Đây. Bà ơi. Bà khỏe chưa? À vâng. Ôi. Có cả ai đến thăm. Sao ở đây à? Cậu Đáp gọi ai vậy cậu Đáp? Này cũng có người đến chơi. Cậu mợ lên thì cũng có một cái ba chân, mợ Lắp cũng có cái ba chân. Gặp vào đây ăn quà vặt rồi nhá. Ăn vụng nhá. À, lấy gì ngày nào về quê ăn. Đây là quà Hải Ninh là mồm ăn vặt như mồm khoét thì hả? Ăn quá nhiều. Ôi cái gì ấy? Hải Ninh ơi, làm gì ấy? Không, bỏ ra mẹ con đầy tiền ấy. Đã đầy tiền không mang tiền không bao giờ dám vào đây đâu. Kìa nhiều. Ui ơi, tiền nhờ ấy, tiền xanh nhà xanh nè kìa ấy. Nhiều tiền chưa? Đấy. Ủa rồi gia đình đâu? Có mua bimin đi. À nên là một cười nhé. Ô con đấy kìa. Ô tắc kè kìa. Tắc kè này biết chạy ấy. Con làm chạy thử đi. Mở biết chạy đấy. Con này tắc kè biết chạy. 40.000 con rẻ chưa? Có bin chạy win đấy. Hả? Con gì? Đấy, đấy cho chạy đi. Đấy xuống cho chạy nào. Đến đất đi. Chạy đi, chạy đâu? Mới mua sao mà ăn thua. Ủa ơi, Hải An phải mua cái này xong Hải An đổ đi rồi, ăn này mua à? Sáng nay mua ra gió cầm vắt nó bay vắt sạch. Không chưa? Hải Ninh là tội lỗi đi. Đi chơi đi chưa? Thế vậy là đã mua đồ xong rồi. Kì không? Đấy, còn ăn là kem, gọi là kem gì đấy? Kem dưa hấu luôn. Ăn xuống ra luôn đấy.
luôn xì.